Hello, xin chào các bác nhá. Hôm nay em còn ít đẩy NA400. Em lên video cho các bác xem nhá. Có bác nào có nhu cầu thì alo cho em nhá. Con này là con có model là GD2400. Đây 2400. Con này nó là con chính là con máy LA400 ạ. Đó. Con này mới chạy là 16 đèn nhá anh em nhé, 16 đèn. 1 2 3 4. Đấy, dưới nữa 8, bên kia 8 16 đèn. Cộng với 4 đèn bù áp nữa nhé anh em nhé. Dòng này có bù áp nên là tiếng rất là khỏe. Đó. Nguồn khá to. Con này thì cứ bao đánh một đôi full 30 full 76 là căng đét nhá. Căng đét anh em nhé. Máy này dòng này thì rất là lành, anh em chơi rồi đã biết rồi. Những cái dòng NA thì máy nó rất là bền và lành. Nó ít bị bệnh vặt lắm. Mà linh kiện nó chạy linh kiện to này. Linh kiện to này. Linh kiện to này, nếu nó có trục trặc thì rất là dễ sửa nhé. Rất là dễ sửa. Đó. Em đặt lên để cho các bạn xem. Trong đời A thì thường thường là cái dãy này là nó thẳng hàng như này đấy. Thẳng hàng như này. Nó có chế độ chơi 4 ôm và 8 ôm này. Đó. Có chế độ nhạy này. Có chế độ chơi xúc hơi này. Đó. Chế độ Stair Mono này, Grind này. Đây, đánh súp này, đánh súp hơi này. Công nghệ USA này. Để in PLC. Dòng này cánh gà quạt thì được cái thằng này. Các bác karaoke mới nghe nhạc thì khá ổn, tiếng nó rất là sạch và sáng. Và cánh quạt nó chạy rất là êm. Nó êm, nó không gầm gừ như cái dòng khác. Đó. Chỉ còn có vài cái thôi. Anh em mua thì ủng hộ em nhé. Liên hệ cho em theo số điện thoại 0914416883 nhé. Đó. Rất là đẹp. Dòng này thì rất là lành nhé. Dòng này là chạy đèn công suất là đèn Toshiba anh em nhé, đèn Toshiba. Tụ của nó là 10.000mi, 63V. 10.000mi, 63V. Công suất của nó là 400W một kênh nhé. Anh em nhé, 400W một kênh. Công nó là watt thực đấy. Nó không như những cái máy khác đâu. 16 đèn có bù áp. Thế là tổng là 20 đèn nhá. Cả bù áp là 20 đèn. Em phải nói đèn thôi chứ em không đếm cả bù áp vào. Đếm cả bù áp vào thì nhiều anh em cứ đếm cả bù áp vào nó lên sẽ nhiều đèn. Nhiều anh em chơi không biết thì nhiều đèn thế, nhiều đèn thế mà thực ra về công suất nó không đạt được như vậy. Cũng giống như mọi con khác thôi. Kết nối đường kết nối vào của nó đây. Từ vang xuống đây. Vang cơ, vang số đều được hết nhé. Hoặc là có thể là từ âm ni. Âm ni truyền xuống đây. Lấy âm ni làm rè. Lấy âm ni làm vang truyền xuống đây là các bác đánh được luôn. Nó có model là GD2400. Này là Chirapi nhé. Chirapi rất là bền.
chứ mà dòng này em về thì gần như là chỉ phủi quá bụi thôi chứ chưa phải vệ sinh gì, bởi vì cái lô này của em nó sạch, nó lành, không phải dọn nhiều, và các bác có nhu cầu liên hệ cho em nhé theo số điện thoại 0914416883 nhé. Cuối video em xin phép chào các bác nhé.